Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trend Your Succulent. Tình hình dịch bệnh tại Sài Gòn đang có những diễn biến tích cực nhờ sự hỗ trợ từ chính phủ và quân đội. Những điều đó có nghĩa chúng ta sẽ hạn chế được dịch bệnh lây lan cũng như những thiệt hại cho xã hội và cả nền kinh tế. Một tin đáng mừng khi Phó Tổng thống Mỹ đã viếng thăm Việt Nam với việc mang hơn 1 triệu liều vaccine đã cho thấy những bước tiến không ngừng cho quan hệ chính trị và kinh tế Việt Nam cuối năm 2021. Vì thế đó, mình cũng chọn một loại sen đá có nguồn gốc từ Hawaii, Hoa Kỳ nhằm biểu trưng cho quan hệ hợp tác Việt-Mỹ, đó chính là Portulaca molokinensis hay còn được gọi là cây bèo lá xanh. Vlog hôm nay sẽ bao gồm 5 phần. Phần 1 là thông tin đặc điểm của cây. Phần 2, giá thể và dinh dưỡng. Phần 3, chăm sóc và tưới nước. Phần 4 là nhân giống. Và phần 5 là các bệnh thường gặp của cây. Về thông tin và đặc điểm của cây, cây bèo lá xanh là một cây mọng nước khá phổ biến trên thế giới vì tốc độ lan rộng khá nhanh. Cây có nguồn gốc từ Hawaii, nơi cây được tìm thấy ở một số nơi dọc theo các khu vực ven biển. Tại Hoa Kỳ, nó nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng vì nó quá hiếm. Cây được gọi theo tên thông thường của nó ở Hawaii là Ihi. Cây có hình dạng khác biệt so với hầu hết các loại sen đá. Cây dễ dàng phát triển trong môi trường hoang dã, nơi nó sinh sản tự nhiên. Các cành và thân nhiều nhánh tụ lại với nhau, tạo thành một cây bụi rậm rạp. Sự hình thành cây bụi phát triển khi cây lan rộng, với các nhánh mọc lên trên, rất gần nhau. Thân cây có đường kính khoảng 2,5cm, mọc thẳng đứng từ gốc và tạo thành một cây bụi có chiều cao khoảng 30cm. Màu sắc của lá rất đa dạng, từ màu xanh lục nhạt đến màu xanh đậm hơn nhiều. Chúng thường trông sẫm màu hơn khi ở gần đầu cành, nơi cây có xu hướng mọc thành từng cụm dày hơn. Về giá thể và dinh dưỡng, khía cạnh quan trọng nhất cần xem xét khi nói đến giá thể là phải thoát nước để ngăn ngừa bệnh thối rễ. Nếu cây của bạn được trồng trong chậu, hãy đảm bảo rằng các lỗ thoát nước luôn hoạt động để nước thừa có thể chảy ra ngoài một cách tự do. Giá thể của các bạn cần phải thoáng khí. Giá thể sử dụng hôm nay bao gồm một phần hỗn hợp đá, một phần perlite và phân tan chậm. Bạn có thể thay thế perlite bằng bumite vì đá bọt là một loại đá chứa đầy khí tự nhiên, có khả năng thoát nước rất tốt. Phần chăm sóc và tưới nước là một loại cây dễ chăm sóc và không đòi hỏi nhiều sự quan tâm. Cây sẽ phát triển miễn là được trồng trong điều kiện thích hợp. Về ánh sáng, cây cần rất nhiều ánh sáng mặt trời trực tiếp để phát triển tốt. Nếu bạn trồng nó ở ngoài trời, hãy chọn một nơi có nắng ít nhất 6 giờ trực tiếp mỗi ngày. Nếu cây có nhiều ánh sáng hơn, cây cũng sẽ phát triển tốt hơn. Có nguồn gốc từ khu vực nóng của Hawaii, cây này quen với ánh sáng mặt trời mạnh, cũng là nơi nó được rất ít nước tự nhiên, do đó cây không cần được tưới nước nhiều. Những chiếc lá mọng nước này có bề mặt rộng, dễ thấm nước và do đó chúng có khả năng giữ ẩm trong thời gian dài. Cây không cần tưới thường xuyên, từ 7 đến 10 ngày tưới một lần là đủ. Khi tưới, không cần tưới quá nhiều cho cây, tưới nước nhẹ để làm ướt tán lá thường là đủ để giữ cho cây khỏe mạnh. Về việc nhân giống, cây có thể nhân giống từ hạt và dăm cành. Để nhân giống từ hạt, hạt giống cần phải được để khô trong vài ngày. Sau đó, chúng nên được rắc trên bề mặt đất, trong một thùng mới và làm ẩm bằng cách tưới nước nhẹ. Về việc nhân giống bằng dăm cành, cây sẽ phát triển khá dễ dàng khi nhân giống từ việc cắt gốc. Luôn sử dụng dao hoặc kéo sạch, sắc để cắt cuốn để đảm bảo nhân giống thành công. Nếu dụng cụ bị bẩn, các vi sinh vật như vi khuẩn có thể xâm nhập vào bề mặt cắt, lây nhiễm cho cây, sau đó cây sẽ không thể phát triển. Tưới nhẹ vài ngày một lần, cho đến khi cây bén rễ và bắt đầu phát triển, bạn sẽ sớm có một cây mới khỏe mạnh và sinh sôi nảy nở. Để các bệnh thường gặp ở cây, vấn đề phổ biến nhất là cây bị nhiễm nấm mốc và tưới nước quá nhiều. Về việc nhiễm trùng lá, cây có xu hướng dễ bị nhiễm trùng lá được gọi là gỉ trắng. Đây là một lớp bao phủ màu trắng, bột phát triển trên lá và nó có thể lây lan rất nhanh nếu không được ngăn chặn kịp thời. Cách điều trị tự nhiên tốt nhất là phun hỗn hợp sấm táo pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1. Lặp lại việc phun vài ngày một lần cho đến khi lớp phủ trắng biến mất là cây sẽ khỏe bệnh. Chúng ta cùng dành thêm ít thời gian để xem sự phát triển của những cây bonsai màu đỏ, của bình phôi thái và cây cá mập để thấy rằng nếu làm đúng như những hướng dẫn, các cây đều phát triển tốt và khỏe mạnh. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp cho các bạn chăm sóc cây tốt hơn, tránh tình trạng không hiểu đặc tính của cây sẽ không thể giúp cây phát triển được. Chúng ta cùng chung tay cùng chính phủ và quân đội hạn chế đi lại khi không quá cần thiết nhằm hạn chế số ca lây nhiễm trong cộng đồng, đủ thời gian để vaccine phát huy tác dụng trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong vlog lần tới.